Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, thì đơn vị này vừa cấp phép thêm một loại thuốc Monopilavir điều trị COVID-19 sản xuất trong nước, có tên là Monopilavir Stella 200mg. Cụ thể, sản phẩm được Cục Quản lý Dược cấp phép điều trị COVID-19 là Monopilavir Stella 200mg, dạng viên năng cứng, hạn dùng 6 tháng. Sản phẩm này là của công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Stella Farm, chi nhánh 1, sản xuất và đăng ký. Theo đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc sản xuất theo đúng hồ sơ tài liệu đăng ký vụ y tế, phối hợp với các cơ sở điều trị thực hiện đúng các quy định hiện hành về thuốc kê đơn theo dõi an toàn hiệu quả, tác dụng không mong muốn của thuốc trên người Việt Nam và tổng hợp báo cáo theo quy định.